Bây giờ thì xin mời hai bạn sẽ bước xuống vị trí mà mình đã set up để chuẩn bị cho câu hỏi cuối cùng. Và xin phép được mời bộ phận B-Boy, mình sẽ đeo tai nghe cho An Nhi và người sẽ bắt đầu trước sẽ là Tường San. Phần thi ứng xử là một phần thi vô cùng quan trọng, tại vì nó sẽ là một cái phần thi quyết định và đánh giá được cái tư duy và cái chiều sâu của một thí sinh. Và đó cũng là cái cơ hội để mà thí sinh có thể truyền tải được cái thông điệp cũng như là những cái giá trị đến với cộng đồng. Sau đây sẽ là phần thi cuối cùng của hai thí sinh, đó là phần thi ứng xử. Và xin mời Tường San bước lên trên sân khấu để bắt đầu phần thi của mình. Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Thì Như hãy giúp chúng tôi đọc câu hỏi quan trọng nhất ngày hôm nay. Xin chào Tường San, và đây là câu hỏi ứng xử dành cho bạn. Bạn có thể trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Việt hoặc là song ngữ. Theo bạn, phẩm chất quan trọng nhất của một người phụ nữ chuyển giới hiện đại là gì và tại sao? Phần thi ứng xử của bạn bắt đầu. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của chị Như và em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Theo em, phẩm chất quan trọng nhất của một người phụ nữ chuyển giới đó chính là tự tin vào chính bản thân mình, luôn luôn tin vào giá trị của mình, và em là một người đại diện cho điều đó. Bởi vì em luôn tin tưởng vào giá trị của chính bản thân mình và em không cố gắng học hỏi hay đua đòi để trở thành bản sao của một người khác. Hành trình này đối với em đã chuẩn bị cho nó 6 năm rồi. Cũng chính vì phẩm chất này đã giúp em có được ngày hôm nay. Nếu em có cơ hội được đại diện tại Miss International Queen quốc tế, em vẫn sẽ mang chính giá trị thật của em cho bạn bè quốc tế thấy như thế nào là vẻ đẹp tự tin và vẻ đẹp thật sự của một người phụ nữ chuyển giới Việt Nam. Em xin cảm ơn. Em và xem phép được trả lời bằng tiếng Anh. Ok. I think the most important thing for transgender people is belief, is the true self and believe in yourself. And I is represent for the LGBT community to be representative, not only the LGBT community but the young generation as well. And I was prepared for this journey about 6 years ago. I will try my best to show how is the beauty of young gender Vietnamese woman. Thank you. Câu hỏi này là một câu hỏi vô cùng ý nghĩa, nhưng mà Sang cũng hơi tiếc một chút là vì câu trả lời của mình phần tiếng Anh nó cũng chưa có được lưu loát lắm, nhưng mà cũng đã chia sẻ được hết những thứ mà mình muốn truyền tải đến cho mọi người rồi. Cảm ơn Đường Sang, mời bạn Huy Sửa. Xin mời An Nhi tiến lên phần thi ứng xử của mình. Xin chào An Nhi, và đây là câu hỏi của phần thi ứng xử dành cho bạn. Bạn có thể trả lời bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc lựa chọn trả lời bằng song ngữ. Theo bạn, phẩm chất quan trọng nhất của một người phụ nữ chuyển giới hiện đại là gì và tại sao? Phần thi ứng xử của bạn bắt đầu. Dạ thưa, em cảm ơn chị Như rất là nhiều. Dạ thưa chị, Như nghĩ rằng là để là một người đại diện cho cộng đồng thì cô gái này không chỉ là một người thông minh, xinh đẹp mà là một người luôn biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh và luôn có lối tư duy tích cực để có thể giúp đỡ mọi người xung quanh phát triển cùng với mình. Bởi vì em tin rằng là Miss International Queen nó không chỉ là một cái danh hiệu mà nó còn là cả một quá trình. Em xin trả lời song ngữ luôn ạ. For me to be the representative for the community, she not only beautiful and intelligent, but she also to think positive in all situations and help everyone around her. And because I believe Miss International Queen is not a title, it's a journey. Thank you. Như hoàn toàn hài lòng với câu trả lời, tại vì Như nghĩ đó là cái cảm xúc và những cái suy nghĩ mà trong lúc đó Như có và Như chia sẻ bằng tất cả những cảm xúc và trái tim của mình đến với mọi người thôi. Cảm ơn phần trả lời ứng xử của An Nhi cũng như là Tường San.